Mình chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị thêm một cái mẫu đồ chơi nữa, đó là con khủng long đẻ trứng ha, khủng long đẻ trứng. Cái mẫu này mẫu khác ha. Rồi, trước khi vào cái mẫu này thì em sẽ cho anh chị và các bạn xem cái mã số ha. Đây, sản phẩm này có mã số là NO 8776 anh chị các bạn ha, anh chị các bạn có thể cập nhật ha. Rồi, thì để chi tiết về sản phẩm hơn thì em sẽ tháo hộp này ra. Tháo này ra. Thì bên trong cái sản phẩm sẽ có 3 cái trứng nha anh chị các bạn, 3 trứng khủng long. Thì sản phẩm này sẽ có 2 màu, màu đỏ và màu hồng, màu xanh là xanh này là xanh lá cây anh chị các bạn. Rồi, thì cái đầu con khủng long này nó sẽ nằm gờ nha anh chị các bạn. Thì khi anh chị mua về thì chị lắp cái đầu này vô ha, tháo ra. Thì để đơn giản hơn thì ba cái trứng này, ba cái trứng gờ nè, chúng ta bỏ vô dưới lưng này anh chị các bạn. Ta bỏ vô đây. Đó, rồi chúng ta lại lắp lại. Rồi. Cái đầu này thì chúng ta phải lắp nha, chúng ta lưu ý là chúng ta lắp đúng khớp nha. Đúng khớp. Đây. Rồi cái đuôi này cũng vậy, cái đuôi này chúng ta lắp vào luôn anh chị các bạn. Rồi, vô. Xong rồi sao? Ở dưới này nó có 3 viên pin, dưới này lắp 3 viên pin làm gì các bạn? Dưới này phải dùng một cái vít dặn ra ha. Sản phẩm này thì kích thước như thế nào thì anh chị có thể cập nhật vào website của em nha. Cái link website em để dưới phần mô tả, anh chị có thể xuống cái link đó anh chị có thể cập nhật vào. Thì ở đây nó có 3 viên pin lắp sẵn rồi. Đây anh chị các bạn, đây chúng ta lắp 3 viên pin vào. Đây pin này pin ó đỏ ha, hoặc ó vàng, pin nào tạp hóa chúng ta mua cũng được. Khi chúng ta lắp vào thì chúng ta dặn ốc vào ha. Ta dặn ốc này vào để cho cái sản phẩm này nó hoạt động, nó sẽ không bị rớt pin, và không bị rớt pin thì sẽ không làm gián đoạn con em ta chơi ha. Rồi. Khi sản phẩm này nó hoạt động thì sao, nó sẽ có nhạc đèn led nha anh chị các bạn, nhạc đèn led và đẻ trứng. Rồi, để chi tiết về sản phẩm hơn thì em sẽ lấy một cái mâm ha, để con để cái sản phẩm này lên cái mâm để cho nó chạy và nó hoạt động anh chị các bạn. Đây cái mâm đây. Rồi em sẽ mở công tắc lên cho nó hoạt động nè. Công tắc nó nằm ở đây. Anh chị bẻ lên. Anh chị xem đi, em sẽ cho anh chị xem. Trứng này đẻ ra nè. Sản phẩm này nó đẻ trứng xong anh chị các bạn, thì chúng ta đẻ hết trứng thì chúng ta lấy 3 trứng ta đẻ, ta bỏ vô tiếp ha. Bỏ vô tiếp. Thì sản phẩm nó sẽ chạy nó đẻ ra tiếp thôi. Rồi, chúng ta bật tắt lên. Không đâu. Xem ha, đèn led chiếu rất là đẹp, rất dễ thương. Thì ngoài cái sản phẩm này ra thì ở dưới này nè, ở dưới này nè anh chị các bạn, nó cũng có đèn nè. Đó anh chị nhìn cái mâm à, đây nó sẽ có một cái con, nó sẽ có một cái hình nó chiếu lên nè, đó là chiếu con khủng long ha, chiếu hình khủng long. Nè anh chị các bạn xem nè, chiếu hình con khủng long ha, à. Hình cũng tay giác ở dưới anh chị các bạn. Cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn các bạn trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.